Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kamiński vừa cho biết nước này, Lithuania và Latvia có thể cùng quyết định đóng cửa biên giới với Belarus nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng liên quan tổ chức quân sự Wagner dọc biên giới ba nước này với Belarus. Ông Kamiński tuyên bố, nếu có những sự cố nghiêm trọng liên quan nhóm Wagner ở biên giới, các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU, chẳng hạn Ba Lan, Lithuania hoặc Latvia, chúng tôi chắc chắn sẽ cùng nhau hành động. Đồng thời, Kamiński cảnh báo, động thái này có thể khiến Belarus bị cô lập hoàn toàn. Tại cuộc họp báo ở Sudno, Đông Nam Ba Lan, ngày 27 tháng 7, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho rằng Wagner đặt ra mối đe dọa tiềm tàng đối với nước này. Ông Morawiecki nói, đây là những lính đánh thuê cực kỳ nguy hiểm, tàn nhẫn và độc ác. Wagner sẽ có mặt ở Warsaw trong vòng 2 giờ nếu quân đội của chúng ta không bảo vệ biên giới và chính phủ không thực hiện các biện pháp thích hợp. Ba Lan hôm 19 tháng 7 quyết định chuyển các đơn vị quân đội sang phía đông sau khi Wagner bắt đầu huấn luyện lực lượng Belarus ở khu vực cách biên giới hai nước vài km. Hai ngày sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo bất kỳ hành vi gây hấn nào chống lại Belarus sẽ bị coi là tấn công Moscow, Reuters đưa tin. Ba Lan, một thành viên NATO có chung đường biên giới với Ukraine và Belarus. Ba Lan cũng là một trong những nước hỗ trợ tích cực cho chính quyền Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đầu năm ngoái. Nga và Belarus hiện có hiệp ước phòng thủ chung và Nga cũng đang duy trì một lực lượng quân sự nhất định ở Belarus. Vào tháng trước, Nga xác nhận bắt đầu triển khai các vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus trong bối cảnh căng thẳng với NATO liên quan vấn đề Ukraine leo thang. Giao thông đường bộ giữa Ba Lan và Belarus đã bị hạn chế kể từ tháng 2 trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước trở nên tồi tệ. Ngoài ra, Ba Lan cũng cáo buộc Belarus cố tình gây ra một cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới bằng cách đưa những người tị nạn từ Trung Đông và Châu Phi đến và cố gắng đẩy họ qua biên giới vào châu Âu. Belarus đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này. Sau vụ nổi loạn chóng vánh ở Nga vào hồi cuối tháng 6, Wagner bắt đầu chuyển quân và vũ khí đến một căn cứ bỏ không tại Belarus, sát biên giới Ba Lan. Tại đây, chiến binh Wagner huấn luyện cho các đơn vị quân đội của Belarus. Bộ Quốc phòng Ba Lan dẫn thông tin tình báo phương Tây cho biết hiện có khoảng 3.500 chiến binh Wagner ở Belarus và con số này có thể tăng đến 10.000 người. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak tuyên bố nước này dự định tăng gấp đôi quy mô quân đội từ 3 lên 6 sư đoàn để đối phó với việc triển khai quân đội của Wagner ở Belarus. Tuyên bố của ông Błaszczak cũng được Phó Thủ tướng Ba Lan Jarosław Kaczynski ủng hộ. Người đứng đầu quân đội Ba Lan cho biết ông đã ký một văn bản tăng số lượng quân nhân tại ngũ từ 172.000 lên 300.000, lưu ý rằng chính phủ đang thực hiện mục tiêu này một cách nhất quán. Ông Blaszczak nói thêm rằng Warsaw cũng có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 4% GDP. Ngoài các sư đoàn mới, Phó Thủ tướng Kaczynski cho biết một sư đoàn dự bị có thể sẽ được thành lập, song không nêu rõ thời điểm cụ thể. Ông cũng tiết lộ chính phủ đang nỗ lực khôi phục các đơn vị quân đội đã bị giải tán dưới thời cựu Tổng thống Ba Lan Donald Tusk. Ông Kaczynski cho biết Warsaw đang nỗ lực củng cố biên giới của đất nước với Belarus bằng cách xây dựng hàng rào và triển khai nhiều loại thiết bị điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ biên giới và ngăn chặn một cuộc tấn công do Minsk chuẩn bị với sự hỗ trợ của Moscow. Thông tin từ hãng thông tấn Nga TASS, trong cuộc hội đàm gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết các chiến binh của công ty quân sự tư nhân Wagner muốn tiến thẳng đến thủ đô Ba Lan. Theo ông Lukashenko, các chiến binh Wagner đang đóng tại Belarus đang bắt đầu khiến chính quyền Belarus quan ngại vì họ muốn đến để thăm thủ đô Warsaw và Rzeszów của Ba Lan, nơi mà họ coi là trung tâm cung cấp khí tài quân sự cho quân đội Ukraine trong cuộc chiến giành thành phố Artyomovsk, trọng yếu của Donbass. Trang Pravda của Ukraine dẫn các phương tiện truyền thông đưa tin rằng ông Lukashenko đã mang theo một tấm bản đồ đến cuộc gặp với ông Putin, cho thấy việc chuyển quân Ba Lan từng lữ đoàn 1 đến biên giới nước này, Khomsa Brest và Grodno ở Belarus. Trước đó,
Cơ quan biên phòng nhà nước của Ukraine tuyên bố rằng có khoảng 5.000 lính quay nợ ở Belarus tính đến ngày 22 tháng 7. Lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đã bất ngờ xuất hiện bên lề hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi được tổ chức ở thành phố St. Petersburg, Nga, một tháng sau vụ nổi loạn của nhóm này ở Nga. Ngày 27 tháng 7, ông Dmitry City, một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của Wagner tại Cộng hòa Trung Phi CAR, đã đăng trên Facebook cá nhân hình ảnh ông Prigozhin bắt tay với ông Freddy Mapuka, trưởng ban lễ tân của Tổng thống CAR, Faustin Archange Touadéra. Theo tờ Financial Times, Tổng thống Faustin Archange Touadéra là một trong những lãnh đạo châu Phi tham dự hội nghị thượng đỉnh ở St. Petersburg. Hãng tin địa phương Fontanka cho biết bức ảnh được chụp tại một khách sạn ở trung tâm thành phố St. Petersburg thuộc sở hữu của gia đình ông Prigozhin. Khách sạn này cho biết đã đặt kín chỗ trong cả 3 ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Các hãng tin tức từng phần của đế chế truyền thông của ông Prigozhin cũng đưa tin rằng ông này còn gặp các quan chức từ Mali, Niger bên lề hội nghị thượng đỉnh. Cộng hòa Trung Phi là nơi thể hiện nhiều nhất các hoạt động của Wagner ở lục địa đen. Tổng thống Touadéra sống sót nhờ các tay súng Wagner đến từ năm 2018 để hỗ trợ quân đội và giúp ngăn chặn một cuộc nổi loạn 2 năm sau đó. Phương Tây cho rằng Wagner bảo vệ cho Tổng thống Touadéra để đổi lấy quyền khai thác các mỏ vàng và kim cương ở quốc gia này. Đây là lần đầu tiên Prigozhin xuất hiện công khai từ khi dẫn lực lượng Wagner thực hiện một cuộc nổi loạn Nga tháng trước. Sau lần đó, Prigozhin chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong video được ghi hình tại Belarus, khi chào đón các tay súng Wagner đến căn cứ mới ở Asipovichi. Đoạn video bị nhiễu và được quay trong điều kiện ánh sáng yếu nên khó có thể khẳng định chắc chắn người trong đó là Prigozhin, cũng như không thể xác định thời điểm video được quay. Nhưng giám đốc CIA Bill Burns sau đó xác nhận Prigozhin đang ở Minsk, thủ đô Belarus. Theo CNN phát biểu tại diễn đàn an ninh Appen vào hôm 20 tháng 7, giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA Bill Burns cho biết ông tin rằng ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin hiện đang ở Minsk, Belarus, giống như một video được công bố gần đây. Giám đốc CIA đã gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là sứ đồ cuối cùng của sự hoàn lương, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ ngạc nhiên nếu ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin thoát khỏi sự trừng phạt của Tổng thống Putin sau cuộc binh biến tháng trước. Theo ông Bill Burns, ông Putin chỉ đơn giản là cố kéo dài thời gian để xác định xem có nên trừng phạt ông trùm Prigozhin hay không và trừng phạt như thế nào để tránh bị coi là phản ứng thái quá. Thủ lĩnh của Wagner Yevgeny Prigozhin đã xuất hiện trong một video được công bố vào hôm 19 tháng 7, chào đón các chiến binh của mình tới Belarus, đồng minh thân cận của Nga. Ông Prigozhin nói với các chiến binh Wagner rằng họ sẽ không tham gia thêm vào cuộc chiến ở Ukraine nữa, mà sẽ tập trung sức mạnh cho châu Phi trong khi họ huấn luyện quân đội Belarus. Trong video, ông Prigozhin nói: "Chào mừng các bạn, chào mừng đến với vùng đất Belarus. Chúng ta đã làm được rất nhiều điều cho đất nước Nga. Chúng ta đã tạm thời không tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt nữa. Hãy đợi một thời điểm mà chúng ta có thể trở lại Ukraine và chứng minh bản thân một cách trọn vẹn." Ông Prigozhin cũng yêu cầu các thành viên Wagner cư xử tử tế với người dân địa phương, đồng thời tuyên bố sẽ giúp quân đội Belarus trở thành lực lượng mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại!